Trời ơi, buồn ngủ quá. Trời ơi, sáng rồi hả? Trời ơi, ok bà hai, xin chào tất cả quý vị. Ôi đâu, what the fuck, cái gì vậy? Tại sao cái skin của mình nó đẹp trai quá vậy? Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới thấy mình biến thành cái skin nhìn đẹp trai, phải chửi anh em ơi. Ủa nhưng mà đây là nhân vật nào ta? Nếu như mà nhân vật này không phải là nhân vật trong Marvel thì có lẽ là nhân vật này là nhân vật trong anime rồi. Mà nhân vật trong anime thì làm gì có ai mà mặc cái bộ đồ trắng bết vậy ta? Nghĩ để mình nhớ coi. 2000 years later. À trời ơi, mình nhớ rồi anh em ơi. Đó là nhân vật Kaito Kid, đúng rồi. Trời ơi, đây là một cái nhân vật siêu trộm cực kỳ nổi tiếng luôn. Trời ơi, các bạn nào có coi Conan không chắc chắn sẽ biết đến nhân vật này. Ôi ghê, trời mình đã biết thành Kaito Kid rồi, đẹp trai phải. Ờ đúng rồi, bây giờ mình sẽ biết thành Kaito Kid, mình sẽ đi ăn trộm 10.000 của anh Mr. Vịt để mua kem ăn. Nhưng mà mình nghĩ nào tự nhiên không biết thành Kaito Kid đi ăn trộm có 10.000, nghe nó hơi tào lao ha. Trời ơi, bây giờ mình sẽ đi mình khoe cho anh Mr. Vịt cái đã. Anh Mr. Vịt cứ chơi mình kêu là em mặc bộ đồ màu xanh lè xanh lét nhìn xấu trai quá, nhưng mà bây giờ mình nhìn mình nè, đẹp trai ấn ngọc. Trời ơi, mình sẽ đi khoe cho anh Mr. Vịt. đi thôi. Kaito Kid. Ủa cái gì Kaidon? Cái gì Kaidon? Mình bình tĩnh Kaidon ơi. Kaito Kid Sama. Trời em hâm mộ anh lắm luôn. Anh Kaito Kid. Trời chăm xin chữ ký rồi. Trời anh Kaito Kid này, em cũng muốn làm mà siêu trộm giống như anh á. Ủa sao? Đúng rồi, sao hôm nay xuất hiện ở nhà Phong Cận với anh? Ủa tôi là Phong Cận nè. Ông nói gì vậy? Hả? Ông là Phong Cận á hả? Đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Ông là Phong Cận, tự nhiên hôm nay ông xài skin của Kaito Kid đi làm gì vậy? À trời ơi, thì tôi nói ông nghe nè, thật ra đây là cái series mới của tôi á, thì trong cái thế giới này nè, tôi á đã kiểu mà tôi uống trúng một cái loại thuốc lạ, và mỗi buổi sáng khi mà tôi thức dậy, mỗi lần tôi ngủ á, sẽ thức dậy á, bất kể tôi ngủ chỗ nào cũng được, kể cả tôi ngủ gật, tôi cũng sẽ bị biến đổi gen và tôi sẽ chuyển đổi thành một cái nhân vật khác. Đó bây giờ tôi đã biến thành Kaito Kid rồi nè. Ồ, ghê không? Á đù, gì ghê vậy? Thiệt á. Tính ra là sướng nghe. Trời giờ biến thành người nhện, người sắt, rồi giờ biến thành Kaito Kid rồi luôn. Được. Ủa mà tự nhiên sao ông lại vào được cái thế giới của tôi vậy? Mà ông vào đây có chuyện gì không vậy? Trời ơi, thiệt tình là giờ tôi mới hack map của Mr. Dịch vô đây nè. Trời, Mr. Dịch mới cho tôi UID vô đây nè. Đúng rồi, hôm nay là tôi vô đây là muốn nhờ ông một việc. Là không biết là bây giờ ở gần đây á, có một cái chỗ rất là nhiều trẻ em nghèo. Bây giờ tôi đang đi gọi là quyên góp mọi người lại, sau đó để góp tiền, sau đó giúp cho các trẻ em nghèo này có một cuộc sống tốt hơn đó. Ông có muốn tham gia không? Góp tiền để nuôi trẻ em nghèo hả? Tôi nghĩ chắc cũng được á, nhưng mà bây giờ tôi không có tiền, tôi tiền tiết kiệm tôi ăn hết sạch rồi. Đúng rồi, ông là siêu trộm mà, siêu trộm phải gọi rất là giỏi ăn cướp đúng không? Tôi nghĩ là ăn trộm hả, thì ở đây tôi có một số cái đồ vật nè. Ở cái này là cái gì đây? Ui cái này là cái tên lửa để bay nè. Đúng chất cay tôi kiếm luôn ha, bay được nè. Đúng rồi. Ủa còn cái này là gì ta? Cái này hình như là cái móc leo của ông ta để leo lên cây nè. Ghê. Vậy tôi sẽ dùng những cái này để tôi đi ăn trộm và tôi sẽ kiếm tiền để nuôi trẻ em nghèo. Nhưng mà tôi nghĩ nó hơi kỳ cay ra này. Bởi vì là tôi nhớ hình như có một tập là tôi đã biến thành Joker và tôi đã đi ăn trộm rồi. Tự nhiên tập này tôi cũng đi ăn trộm thì nghe nó hơi kỳ kỳ sao. Với lại đi ăn trộm là xấu lắm, tôi cũng không muốn làm ăn trộm đâu. Cũng đúng. À đúng rồi, Kaito Kid là biến ảo thuật mà đúng không? Ông có đúng thể rồi. Nào là đi làm ảo thuật rồi sau đó kiếm tiền rồi quyên góp cho các trẻ em nghèo cũng được mà. Ảo thuật hả? Nhưng mà tôi biết hành Kaito Kid chứ đâu tôi, nhưng mà tôi không biết làm ảo thuật. Tôi coi trong người tôi có cái gì nè, cái này coi đi. Nhìn giống cái cây kẹo à, nhưng mà cái này có thể giúp mình làm ảo thuật được không ta? Đâu thử cái cọng cỏ thử này đi, coi. Thử đi. Ủa sao không được gì vậy? Để mình thử lại coi, nhiều khi mình chưa có giận nội công thành công. Ủa cũng không được luôn. Ôi, nhìn đằng sau nè. Trời, nhìn đằng sau nè. Trời ơi, làm lại thử coi. Ủa cái gì? Tôi nhớ tôi có làm gì đâu mà xin. Tôi làm thử nha. Ơi. Ôi, nó mọc cái cây luôn kìa. Ủa, sao nó mọc cái cây luôn? À thì ra là cái này là cái ảo thuật mọc hoa. Ghê. Ủa nhưng mà chắc cái này là biến ra hoa này, nhưng mà tại vì là tôi chưa có kiểm soát được cái sức mạnh của tôi ấy, cho nên là tôi biến tùm lum la luôn, tôi không có biến nó ở đúng một cái chỗ được. Đúng rồi.
Tôi thấy cái này cũng hay á. Được được được, bây giờ tôi sẽ tranh thủ tôi đi tôi kiếm một cái ông thầy dạy ảo thuật, tôi sẽ học thêm nhiều môn ảo thuật nữa và tôi sẽ biểu diễn ảo thuật để kiếm tiền nuôi cho em nghèo. Tôi nghĩ ý kiến này cũng hay á Kaidon. Hay đó. Ok ok, vậy là ông tranh thủ nha. Trời ơi, tôi đi giờ tôi phải đi giúp cho em nghèo đây. Ok ok, bye 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 bye. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi đến một cái chỗ nào đó, một cái shop ảo thuật nào đó, mình mua đồ ảo thuật để mình có thể biến thành ảo thuật gia và mình sẽ đi biểu diễn ảo thuật để kiếm tiền nuôi cho em nghèo. Ok, đúng rồi. Đây chính là một cái việc tốt. Ok đi thôi nào. Let's go. 2000 years later. Hi ya, xin chào tất cả mọi người. Tôi chính là ảo thuật gia Kaito Kid. Ok. Ok, và bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người, tôi sẽ trình diễn một màn ảo thuật vô cùng là hấp dẫn tại sân khấu này. Ok. Và rất là cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự. Hy vọng là mọi người sẽ thích buổi biểu diễn ảo thuật của tôi. Và bây giờ tôi xin được phép bắt đầu trình diễn ảo thuật. Ok. Thì đây, xin giới thiệu mọi người. Đây chính là một cái hộp. Đây, tôi sẽ mở ra cho mọi người xem. Trong cái hộp này không có gì cả. Bây giờ, tôi xin mời một diễn viên đóng phụ lên trên đây và biểu diễn cùng tôi. Đó chính là Kaidon. Ok, và bây giờ mình xin mời Kaidon bước vào trong căn phòng này. Bước vô căn phòng này nè. Cái căn phòng đang mở đây nè. Đó, bước rồi, vào rồi, okay. Ok. Bây giờ tôi sẽ đóng lại. Đây, mình sẽ đóng cái phòng này lại nha anh em. Thì bây giờ mình đóng cái phòng này lại, sau đó mình chỉ cần hô biến môi một tiếng thì cái skin của Kaidon sẽ biến thành một bộ trang phục khác. Ok, mình sẽ đóng cửa lại. Đóng lại nè. Và 1 2 3 hô biến. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra để cho anh em xem skin nha. Và Kaidon đã đổi được skin mới. Ủa sao nhìn con mắt quen quen vậy đâu, để mình mở ra. Đứng xịt xịt ra coi, tôi mở cái cửa coi. Đứng xịt xịt ra ba. Từ. Ủa cái gì vậy? Ủa, chỗ này chỗ nào đông vui quá vậy? Ủa cái gì? Ủa tự nhiên con nút chảnh nó ở đâu nó xuất hiện vậy? Chỗ này chỗ nào đông vui quá vậy? À, Kaito Kid Chama. Thôi đi vô lại. Ok anh em, mình có chút nhầm lẫn. Ủa tự nhiên sao tự nhiên con nút chảnh tự nhiên xuất hiện trong đây vậy? Ok, bây giờ mình sẽ biến lại anh em. Mình sẽ cho Kaidon xuất hiện cái skin khác nha. Trời tự nhiên sao không xuất hiện nút chảnh vậy? Ok, hồ biên. Rồi mình sẽ mở cửa ra. Vụ gì vậy? Ủa chuyện gì vậy? Mới xảy ra nè. Trời ủa nãy tự nhiên ông biến thành con nút chảnh vậy? Ủa con nút chảnh nó có làm gì ông vậy? Có luôn, trời tôi không biết gì luôn á. Tự nhiên nãy giờ tôi vô đây ông hồ biến cái tự nhiên thằng nào mới đánh tôi cái tôi giờ biến mất rồi giờ ra lại chỗ này. Á đù. Ô đù trời, gì là lạ vậy? Ê vô lại biến lại. Giờ ông biến thành cái. Ok biến lại. Ok là nhầm lẫn. Ok. 1 2 3. Hồ biến. Rồi mình sẽ mở skin ra. Oh my god. What's up? Let's jump down. Thì bây giờ Kaidon mày làm nào? Trời ơi, con đồ này chết nó giành sân khấu của mình luôn rồi. Thôi bây giờ mình phải biến lại thôi, hung dữ quá. Vô lại. Trời ơi anh em ơi, nó quýnh mình đau quá. Bây giờ mình phải biến lại thành Kaidon được. Ok, 1 2 3 hô biến. Đi vô lại. Trời cái gì vậy? Trời sao tự nhiên xuất hiện tùm lum lai trời chết tôi rồi. Hồ biên. Làm ơn biến anh cái đó lại đi, tôi lại mấy người. Đi vô lại. Cái gì vậy trời ơi, chết tôi rồi. Cái đó ơi, mình đang diễn ảo thuật cho kiếm tiền cho chị em nghèo. Cái đó hồ biên. Ok, biến thành cái đó rồi. Vỗ tay. Ông biết là ông đang phá tôi hả? Trời ơi, ok, cảm ơn ông đi, ông đi đi được rồi, ông đi đi. Ok, cảm ơn anh em đã xem màn trình diễn ảo thuật này. Và mình sẽ tiếp tục diễn màn ảo thuật tiếp theo nha. Và vừa rồi anh em vừa xem một màn biểu diễn ảo thuật của mình và Kaidon biến ra con người. Bây giờ mình xin giới thiệu anh em một màn ảo thuật biến ra động vật. Ok, thì đây, xin giới thiệu anh em, đây chính là chiếc hộp bí ẩn thứ hai. Và trong chiếc hộp này hoàn toàn không có gì cả, mình sẽ mở cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy không nào? Trong cái hộp này không hề có gì cả. Đó, bây giờ tôi sẽ đóng cái hộp này lại. Đóng lại. Ok, anh em hãy nhìn thêm một lần nữa nè. Trong cái hộp này hoàn toàn không có gì cả. Đó, mọi người thấy không nào? Trong cái hộp này không có gì cả. Đóng lại. Và hồ biên. Bây giờ mình sẽ mở ra. Xuất hiện con gà. Ta da. Vỗ tay thôi nào. Ok, bây giờ mình sẽ lấy con gà này ra. Đi ra con gà kia.
ôi đập đập có cái chết luôn trời 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 ôi mình lỡ giết con gà thôi giùm giùm ok thì bây giờ mọi người nhìn nha, trong cái hộp này bây giờ lại không có gì cả đó, mở thêm một lần nữa đó, không có gì cả nha mọi người đó, không có gì cả, ok đó, đóng cái hộp lại rồi. Không có gì cả nha. Bây giờ mình sẽ đóng cái hộp lại thêm một lần nữa. Ôm ba la, mở ra xuất hiện con gà. Ba la. Oh, ok. Rồi con gà đi ra ngoài. Đi ra ngoài gà ơi, đi ra ngoài. Ok. Rồi, đóng cái hộp lại nè. Bây giờ mình sẽ biến thêm một con gà nữa nha. Ôm ba la chi bồ hồ biến, mở ra xuất hiện con gà. Ta da. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem màn trình diễn này. Ok, mình đã biến được con gà rồi. Và bây giờ tiếp theo sẽ là màn trình diễn ảo thuật tiếp theo. Ok, mời mọi người cùng đón xem. Hi. Mệt quá, cuối cùng thì mình cũng đã biểu diễn ảo thuật xong rồi, mọi người cũng đã về hết rồi. Để xem coi hôm nay mình đã kiếm được bao nhiêu tiền để có thể giúp đỡ cho trẻ em nghèo nha mọi người, để mình xem nào. Wow, trời ơi, nhiều tiền quá vậy. Thôi coi mình, để mình lấy thử mới được, để mình xem có phải tiền thiệt không vậy. Để đặt thử. Ui, tiền nè anh em, từng cọc bự luôn nè, trời ơi. Vậy là mình đã có thể có được tiền để có thể mà giúp đỡ cho em nghèo rồi anh em ơi. Trời ơi, mừng quá, vậy là mình đã có tiền giúp đỡ cho em nghèo rồi. Quá trời tiền luôn, quá trời tiền luôn, trời ơi, quá trời luôn nè. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero của mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube ủng hộ cho những người bạn của mình, đó chính là Kyron TV, Mèo Simmy và Sammy Đào nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.